Chào mừng bà con đến với cuộc thi Bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021. Công ty cổ phận bảo vệ thực vật Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng cuộc thi này. Hội thi Bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021. Dưới sự tài trợ của Công ty cổ phận bảo vệ thực vật Sài Gòn. Tiếp theo, chuyên mục hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Minh Tuyên, chuyên gia nông nghiệp công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn, sẽ trình bày bài quản lý dịch hại tổng hợp IBM. Mời bà con theo dõi để chuẩn bị nội dung tham gia cuộc thi. Xin kính chào quý anh chị và bà con cô bác nghe đài. Hôm nay trong chuyên mục bạn thử làm bác sĩ cây trồng của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý anh chị cô bác chuyên đề quản lý dịch hại tổng hợp đây là một trong những chương trình quốc tế đã được triển khai trên một số loại cây trồng ở nước ta như lúa rau bông vải và đã giúp nông dân quản lý dịch hại thành công để hiểu rõ hơn về chương trình quản lý dịch hại tổng hợp chúng ta cần phải nắm rõ một số thuật ngữ của chương trình này đầu tiên chúng ta cần làm rõ quản lý dịch hại tổng hợp là gì quản lý dịch hại tổng hợp là sự xem xét cẩn thận những kỹ thuật phòng trừ dịch hại có sẵn áp dụng tổng hợp tất cả những biện pháp có thể nhằm ngăn chặn sự phát triển mật độ của dịch hại. Quản lý dịch hại tổng hợp là duy trì sự sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và những can thiệp khác ở ngưỡng kinh tế nhằm làm giảm hoặc tối thiểu hóa rủi ro đối với sức khỏe con người và môi trường. Quản lý dịch hại tổng hợp chú trọng việc trồng cây khỏe, chú ý đến việc làm ảnh hưởng ít nhất đến hệ sinh thái đồng ruộng và khuyến khích cơ chế phòng trừ dịch hại của tự nhiên bằng việc tăng cường tính đa dạng sinh học trên đầu. Về dịch hại, thuật ngữ dịch hại thường dùng để chỉ những động vật gây hại hoặc làm phiền muội đến con người, đến vật nuôi, đến cây trồng hoặc tài sản của con người. Chẳng hạn như sâu hại, nhện hại, tuyến trùng, kim, chuột, mối mọt, vân vân. Tuy nhiên, trong cụm từ quản lý dịch hại tổng hợp, hay phòng trừ dịch hại thì thuật ngữ dịch hại được dùng với một ý nghĩa rộng hơn, bao gồm tất cả những sinh vật gây hại như nấm, vi khuẩn, virus, cỏ dại hay những sinh vật tương tự virus, vi khuẩn, vân vân. Về thiên địch, thiên địch của dịch hại thì đó chính là các vệ sĩ của cây trồng. Vì vậy, chúng là những người bạn của nhà nông. Đây là các động vật và các phí sinh vật có sẵn, sẵn có trong tự nhiên. Ví dụ, nhện bắt mồi, bọ xít bắt mồi, ong bắt mồi, ong ký sinh và sâu. Kể cả các uh, loại vi sinh vật có lợi khác như các nấm ký sinh như nấm trắng, virus ký sinh trên sâu hại như NPV vân vân. Quản lý dịch hại tổng hợp gồm có các chiến lược bảo tồn và làm tăng mật độ các loài thiên địch trên đồng. Nông dân cần học cách nhận diện được các loài thiên địch và hiểu rõ vai trò của chúng trong hệ sinh thái đồng ruộng. Đồ. Với mỗi quyết định về quản lý cây trồng, chúng ta đều phải nhắm tới bảo tồn được các loài thiên địch. Ví dụ tránh phun thuốc hóa học và xây dựng một môi trường mà trong đó thiên địch có thể sống sót và phát triển được mật độ. Những lợi ích của quản lý dịch hại tổng hợp. Chúng ta thường nghe câu hỏi lợi ích của quản lý dịch hại tổng hợp là gì? Và sau đây là những lợi ích của chương trình quản lý dịch hại tổng hợp sẽ mang lại. Quản lý dịch hại tổng hợp làm cây trồng khỏe hơn nên làm tăng khả năng chống chịu với dịch hại, làm tăng năng suất và chất lượng cây trồng. Quản à, lý dịch hại làm giảm việc sử dụng thuốc hóa học và hóa chất độc hại, làm giảm nguy cơ nông dân bị nhiễm hóa chất độc hại khi phun trị, hạn chế đến ảnh hưởng đến sức khỏe con người, làm giảm dư lượng thuốc hóa học trong nông sản thực phẩm, à, nâng cao được giá trị hàng hóa xuất khẩu. Quản lý dịch hại tổng hợp cũng làm giảm ô nhiễm môi trường đáng kể. Quản lý dịch hại còn là việc sử dụng tốt hơn các yếu tố có nguồn gốc tự nhiên, thay thế cho thuốc học bằng các chế phẩm và các thuốc sinh học. Quản lý trị hại tổng hợp chú trọng và khai thác tốt hơn tính hiệu quả của các biện pháp phòng trừ an toàn như biện pháp giống, biện pháp canh tác, biện pháp cơ giới và thủ công vân vân. Bảo tồn và phát triển được các loài thiên địch trên đồng và chương trình quản lý trị hại tổng hợp đã làm giảm được chi phí sản xuất nên nâng cao hiệu quả kinh tế cho nhà nông. Trong chương trình quản lý trị hại tổng hợp chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm về cách sử dụng các thuật ngữ như sau. Phòng trừ dịch hại hay là quản lý dịch hại và sự khác nhau như thế nào giữa thuật ngữ phòng trừ dịch hại và quản lý dịch hại. Nhiều năm qua, quản lý dịch hại tổng hợp được bắt đầu từ phòng trừ dịch hại tổng hợp. Thuật ngữ phòng trừ nghĩa là diệt dịch hại. Thông thường thì phòng trừ được hiểu là phun thuốc hóa học. Điều đó cho thấy phòng trừ là chưa xem xét đến việc ngăn chặn dịch hại phòng trừ dịch hại có nghĩa là giải quyết vấn đề sau khi nó đã xảy ra có thể nói phòng trừ chỉ là giải quyết phần ngọn còn quản lý sẽ giải quyết nguyên nhân gốc rễ để làm dịch hại bộc phát thông thường hiệu lực của phòng trừ là không kéo dài dịch hại thường sẽ tái phát sau một thời gian nào đó cùng với thời gian thuật ngữ phòng trừ đã được thay thế bằng thuật ngữ quản lý với nội dung rộng và bao quát hơn Mục đích của chương trình quản lý dịch hại tổng hợp là khắc phục được nguyên nhân bộc phát dịch hại và ngăn chặn được dịch hại phát triển. Trên cơ sở bảo tồn và phát triển được các loài thiên địch trên đồng, quản lý dịch hại không nhất thiết phải triệt tiêu hoàn toàn dịch hại, mà chỉ ngăn chặn dịch hại phát triển đến một mật độ mà tại đó chúng gây hại. Trong quản lý dịch hại tổng hợp, sự quyết định những biện pháp xử lý dịch hại luôn phải dựa vào sự cần thiết và tính hiệu quả của chúng, chứ không theo một lịch trình lập sẵn. Một yếu tố chính của quản lý dịch hại tổng hợp là phải có kế hoạch trước về sự theo dõi, về dự báo, về sự chuẩn bị mọi mặt trước khi dịch hại xảy ra. Điều quan trọng là hiểu rõ quản lý dịch hại tổng hợp không chỉ quản lý dịch hại, mà nó còn quản lý cả sự cân bằng của hệ sinh thái đồng ruộng để bảo tồn đa dạng sinh học trên đồng, nhằm hướng tới một nền nông nghiệp xanh và bền vững. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Bà con vừa nghe Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuyên, chuyên gia nông nghiệp công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn trình bày bài quản lý dịch hại tổng hợp IPM. bà con, cuộc thi bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021 là cuộc thi dành cho nông dân tham gia trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Nông dân SBC trên cả nước do Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn SBC phối hợp cùng Đại tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH tổ chức. Bà con đăng ký dự thi theo dõi đầy đủ các nội dung bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 22 tháng 10 trong chương trình nông thôn Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH trên kênh AM 610 kHz vào các ngày thứ tư, thứ năm và chủ nhật hàng thuần hoặc theo dõi trên website sbc.vkvkvkvk.sbthcmc.vn, Facebook vkvkvkvk.facebook.com, Sọc sbc.truyenthong, Youtube vkvkvkvk.youtube.com, Sọc bác sĩ cây trồng sbc. Thân ái chào tạm biệt bà con và các bạn nghe đây.